Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai đều là các trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Tuy nhiên, đây đều là các trường hợp dương tính được ghi nhận sau khi xét nghiệm lần thứ 3. Tối qua, thị xã Ninh Hào ghi nhận một trường hợp dương tính là nam nhân viên quán bia Khang Trọc ở tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam là F1 của bệnh nhân 3.120, làm cùng bệnh nhân 3.679, được cách ly tập trung từ ngày 6 tháng 5. Kết quả xét nghiệm 2 lần vào ngày 6 tháng 5 và 13 tháng 5 cho kết quả âm tính. Xét nghiệm lần 3 ngày 16 tháng 5 cho kết quả dương tính. Sáng nay, huyện Khoái Châu ghi nhận một trường hợp dương tính ở thôn Ninh Tập, xã Đại Tập là F1 của bệnh nhân 3.168, được cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 5. Xét nghiệm 2 lần âm tính vào ngày 8 tháng 5 và 12 tháng 5, sáng 17 tháng 5 có kết quả xét nghiệm dương tính. Hai trường hợp này đã được đưa đi điều trị tại Hà Nội. Đến nay, trong đợt dịch thứ tư của tỉnh Hưng Yên, ghi nhận 29 bệnh nhân COVID-19, trong đó huyện Khoái Châu có 14 ca, thị xã Ninh Hào 13 ca và huyện Phù Cử 2 ca.